Kính chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển toàn diện đất nước. Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời luôn xác định xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng là quan điểm xuyên suốt. Thời gian qua, thực hiện phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, các cấp Hội Nông dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Huyện Bến Cầu là một trong năm huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh, có 5 xã biên giới, có cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, 2 cửa khẩu phụ Long Thuận, Long Phước và nhiều đường qua lại biên giới. Thời gian qua, Đảng bộ và các cấp chính quyền, đoàn thể huyện Bến Cầu luôn xác định và quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia. Trong đó, nông dân là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới nâng cao ở các xã biên giới gặp nhiều hạn chế và khó khăn. Căn cứ chương trình phối hợp số 512 ngày 15 tháng 7 năm 2019 giữa Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện chương trình phối hợp vận động nông dân khu vực biên giới đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2019-2025. Kế hoạch số 43 ngày 1 tháng 3 năm 2024 giữa Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp vận động nông dân khu vực biên giới đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới năm 2024. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Bến Cầu đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp này. Căn cứ vào cái chương trình phối hợp của Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh, nó thì trên cơ sở đó thì phòng Hội Nông dân huyện cụ thể hóa ra là cái kế hoạch phối hợp giữa hai đồn, đồn biên phòng 847 và đồn biên phòng quốc tế Một Bài, nó là xây dựng kế hoạch để là vận động tuyên truyền những cái hộ dân mà khu vực biên giới, hộ dân ở khu vực biên giới để là tăng gia sản xuất ở vừa mà tăng gia sản xuất phát triển kinh tế ở khu vực biên giới, là vừa là giữ vững là đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Vì nhất là gần đây chúng tôi phối hợp với là hai đồn để là tuyên truyền cho hội viên nông dân khu vực biên giới về là cái chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về cái chương trình mà phát triển kinh tế, phát triển kinh tế sản xuất ở khu vực biên giới. Rồi phối hợp với hai đồn biên phòng vận động hội viên là tham gia là tố giác là truy bắt tội phạm mà vượt qua biên giới mà để trái phép, và cũng như là phối hợp để tố giác những cái tội phạm mà buôn lậu qua biên giới. Các kế hoạch nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng được triển khai xuyên suốt giữa các cấp hội trên địa bàn. Hội Nông dân huyện luôn theo dõi, hướng dẫn sát sao các xã, thị trấn triển khai thực hiện vận động nông dân khu vực biên giới đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024 đạt chỉ tiêu đề ra. Xã Long Khánh là một trong 5 xã biên giới của huyện Bến Cầu, là một xã biên giới nhưng bằng nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có nông dân là thành phần nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Xã Long Khánh đã đạt được thành tích là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì xác định xã là xã vùng sâu biên giới của huyện Bến Cầu, thì ngay từ đầu năm xã đã xây dựng cái kế hoạch cũng như là ban hành cái giải pháp để thực hiện thắng lợi cái chỉ tiêu nghị quyết của Hội đồng nhân đề ra trong năm 2024. Thì trong 6 tháng đầu năm về cái tình hình phát triển kinh tế của xã, thì về sản xuất nông nghiệp thì tổng diện tích gieo trồng của toàn xã là đạt trên 100%, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm là đạt trên 70%. Về cái vấn đề mà quốc phòng an ninh thì luôn được giữ vững trên tuyến biên giới cũng như là trong khu vực nội địa.
thì xã cũng xây dựng cái kế hoạch phối hợp ba lực lượng đứng chân trên địa bàn để tuần tra bảo vệ cột mốc cũng như là bảo vệ cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Hiện nay, trên địa bàn xã Long Khánh có nhiều mô hình kinh tế đang phát triển với năng suất cao, hướng tới phát triển bền vững, giúp cho hội viên nông dân bám trụ lại nơi biên giới xa xôi của Tổ quốc. Mỗi người dân đều nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Hội nông dân xã Long Khánh cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nông dân, tuyên truyền vận động nông dân tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn nông thôn biên giới. Thì từ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhận thức, ý thức của nhân dân ở khu vực biên giới được nâng lên, có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân trong các ấp khu phố biên giới tích cực ủng hộ và đồng hành với bộ đội biên phòng trong việc tuần tra bảo vệ mốc giới, phát quang tuyến đường. Nhân dân tin tưởng cung cấp nhiều nguồn tin cho bộ đội biên phòng phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với hoạt động của tội phạm. Người dân luôn nhận thức rõ bảo vệ đường biên cột mốc là bảo vệ quê hương biên giới ổn định, thì người dân mới yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ đó tình hình vi phạm pháp luật khu vực biên giới giảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Thông qua các phong trào thi đua trong hội viên nông dân, nhiều khu dân cư ở nông thôn biên giới đã tăng cường đoàn kết, tinh thần tự quản để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy nội lực tương thân tương ái, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, thực hiện nếp sống văn hóa mới, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Kết quả, nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. An ninh trật tự địa bàn thì cơ bản ổn định. Người dân thì họ có ý thức về mọi mặt. Bà con trên địa bàn thì chăm lo làm ăn, kinh tế thì cơ bản ổn định. Chúng tôi cũng tăng gia sản xuất, đảm bảo rau sạch hàng ngày cho anh em chiến sĩ. Cũng có tăng gia sản xuất trồng rau, nuôi cá, nuôi gà. Từ đó bữa ăn của anh em cải thiện tốt hơn để chúng tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ. Là người nông dân canh tác tại xã biên giới xa xôi, anh Hồ Văn Vũ gặp nhiều khó khăn khi cứ được mùa thì mất giá. Tuy nhiên, anh Vũ ý thức được rằng chuyện mùa màng lúc này, lúc kia không phải lúc nào cũng thuận lợi và có quyết tâm để khắc phục khó khăn, tiếp tục bám trụ lại nơi biên cương. Cũng nhà nông không à, làm bác ấy, trồng đồ, hủ hoa dưa rồi chứ có từ nào giờ làm nghề nông à. Làm nay chắc cũng gần cả chục năm nay rồi. Thì biên giới này thì tôi bám trụ này cũng mười mấy năm rồi, thì tôi trồng đồ cũng có chục năm. Yên ổn, dân giả cũng thoải mái. Lực lượng thì cũng đi từng hoài thì cũng để lo cho dân yên ổn bằng ăn, chứ biên phòng công an đồ thì cũng đi từng hoài đây. Thì có đợt này thì nó trồng ngủ qua nhưng mà nó thì rẻ, thì trồng thì nó trái thì cũng được nhưng mà nó rẻ, nó không được giá. Thì giờ mình làm dân thì tự mình ấy tạo ấy, rồi thí dụ đợt này lỡ thất thì đợt sau mình gậy lại. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, quan điểm, phương châm bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển toàn diện đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại. Đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trước hết là của cấp ủy chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và các lực lượng vũ trang, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong hoạt động quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Thứ nhất là xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác để phòng chống cái trộm cướp trong nội địa cũng như là trên khu vực biên giới. Thứ hai là chỉ đạo các lực lượng công an biên phòng
tăng cường công tác tuần tra truy quét, bảo vệ cột mốc để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Và cái hướng tiếp theo nữa là hàng năm thì xã cũng xây dựng kế hoạch để tổ chức họp cụm biên giới nhằm nắm tình hình giữa xã bạn và xã Long Khánh để duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền xã Việt Nam và Campuchia luôn được đoàn kết hữu nghị. Chương trình phối hợp giữa Hội nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là một trong những chương trình được triển khai chặt chẽ và đi vào hoạt động hiệu quả ở tất cả các xã, thị trấn trên khu vực biên giới của tỉnh từ nhiều năm nay. Những kết quả từ chương trình phối hợp giữa hai đơn vị góp phần củng cố, nâng cao chất lượng phong trào quân chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại các xã biên giới, nông nghiệp là nghề chủ đạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững. Nông dân là lực lượng nòng cốt, đồng hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng, hình thành hai mũi nhọn nhằm phát triển đồng đều, gắn phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.